Em lại xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục bỏ sách vở ra để nghiên cứu về các cái ngày tốt, ngày xấu trong tháng 8. Thì cũng rất nhiều bác là quan tâm đến cái ngày tốt trong tháng 8. Thì hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, sắp sang tháng 8. Thì em sẽ làm cái video về trong tháng 8 này để cho các bác ngồi mình nghiên cứu. Vì hôm vừa rồi có một bác là hỏi em là cái ngày mùng 6, cả ngày 18 ấy. Thì tức là bác ấy đi nhờ người xem hộ thì lại xem vào cái ngày mùng 6 và ngày 18. Thì nó có một cái điều như này. Ngày 18 thì nó lại rơi vào ngày cô thần. Do vậy là hôm nay em sẽ xét các cái ngày cô thần và ngày thụ tử. Đấy. Và ngày các anh chung quy lại là ngày xấu, ngày tiểu hồng sa và ngày quả tú, ngày sát chủ, ngày cô thần, đấy, ngày thụ tử, đấy thì là các ngày đấy thì em sẽ làm cái video để cho các bác nắm được nó rơi vào các ngày nào. Vì hôm vừa rồi em thấy, vì nói thật với các bác là nhà em là có quyển sách cổ của các cụ em cho, thì là thấy hay thì thỉnh thoảng bỏ ra làm video thôi, chứ không phải em là thầy là gì cả, là người bình thường thôi. Nhưng mà có bác thì bác điện cho em hỏi nhờ xem hộ thì lại bao nhiêu đi xem rồi thì nhờ xem hộ cái ngày người ta xem cho thì lại rơi vào ngày 16, ngày 18. Ngày 16 và ngày 18 này nó là ngày tị, nhưng mà nó là tị thì là thiên hỷ tam hợp cô thần, nhưng mà chắc là người ta lại chỉ xem ở phần trên, người ta không xem phần dưới, nó rơi vào ngày cô thần rất là xấu. Do vậy là hôm nay em sẽ đi sàng lọc các ngày xấu ra để cho các bác nắm được, còn đâu các ngày tốt thì em sẽ nói sau. Đầu tiên là như mọi tháng ấy, thì bao giờ các bác cũng cần phải tránh cái ngày tam lương và ngày nguyệt kỵ ra nha các bác nhá. Chẳng hạn như cái, chưa nói các bác chờ em một tí nhá. Chẳng hạn như nào trong một tháng thì bao giờ nó có cái ngày nguyệt kỵ như ngày mùng 5, 14, 23 thì là nó nói lại để cho các bác nắm được là các bác cần tránh là mùng 5, 14, 23 là ngày nguyệt kỵ này. Sau đó các bác sang đến ngày tam lương. Tam lương là ngày có 6 ngày thì ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18 và 22, 27. Đây không phải là em là thầy thầy thợ gì đâu nhá. Đây là em dựa theo sách vở thì làm video cho các bác tham khảo, vì cái quyển sách nó rất là ý nghĩa, sách cổ. Và các bác cần tránh cái ngày tứ ly tứ tuyệt ra. Tứ ly tứ tuyệt tức là cái ngày lập xuân và ngày lập hạ, lập thu, lập đông, hạ chí và đông chí. Đấy là cái ngày xấu các bác cần tránh nha. Còn trong một tháng bao giờ các bác cũng cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày sát chủ này, thứ hai là ngày thụ tử này, ngày nguyệt kỵ này, ngày tam lương này, ngày tiểu hồng sa này, ngày tứ ly tứ tuyệt. Đấy là cái ngày cần các bác phải tránh. Thì trong tháng 8 này thì em sẽ đọc qua cái ngày từ mùng 1 cho đến ngày 12 cho các bác nhá. Nó là vòng tuần hoàn này. Đầu tiên là ngày mùng 1 là ngày Tý, là ngày Thiên Quan Kim Đường này. Ngày mùng 2 là ngày Sửu, là Đức Tinh Tam Hợp Vô Tải Tức này. Tức là nếu mà các bác mà nghe em đọc mà nó rơi vào các ngày sát chủ là 1 này, ngày thụ tử là 2, ngày nguyệt kỵ là 3, ngày tam lương là 4, ngày tiểu hồng sa là 5, ngày tứ ly tứ tuyệt. Đấy, là các ngày đấy thì các bác rơi vào ngày nào thì các bác tránh ngày đấy ra nhá. Ngày mùng 1 là ngày Tý là Thiên Quan Kim Đường này. Ngày mùng 2 ngày Sửu Đức Tinh Tam Hợp Vô Tải Tức này. Đấy, Vô Tải Tức này là cũng phải tránh này. Ngày mùng 3 ngày Dần Thanh Long Hoàng Đạo Không Phòng này. Ngày mùng 4 ngày Mão ngày Minh Đường Hoàng Đạo này. Ngày mùng 5 ngày Nục Hợp Mẫu Thương này. Ngày mùng 6 ngày Tị là ngày Thiên Hỷ Tam Hợp Cô Thần này. Ngày mùng 7 là ngày Thiên Tài Tuế Hợp này. Ngày mùng 8 là ngày Thụ Tử Thiên Cẩu Hạ Thực này. Ngày mùng 9 là ngày Thân Thiên Y Cát Khánh này. Ngày mùng 10 ngày Dậu Ngọc Đường Hoàng Đạo Tiểu Hồng Sa này. Đấy. Đấy là cái ngày nếu mà rơi vào cái ngày xấu thì các bác cần tránh ra nhá. Thì trong tháng 8 này thì em sẽ đi nghiên cứu và mình sẽ tìm ra cái ngày rất là xấu để cho các bác tránh nha. Đầu tiên là nó sẽ rơi vào ngày mùng 6 và mùng 8 là ngày Tị, thì nó rơi vào nó là ngày cô thần nhá. Thiên Hỷ Tam Hợp thì đẹp rồi, nhưng mà nó là ngày cô thần, có vậy là các bác cần tránh mọi việc, không làm gì việc gì vào trong ngày mùng 6 và ngày 18 nhá, là ngày Tị. Sau đó là các rơi vào ngày mùng 8 nữa, mùng 8 cả ngày 20.
ngày mùng 8 và ngày 20 trong tháng này thì có ông nào xem hộ các bác thì cũng đừng đừng dùng nè. Mùng 8 và 20 nó rơi vào ngày Mùi này, ngày Thụ Tử Thiên Cầu Hạ Thực. Ngày Thiên Cầu Hạ Thực này là ngày Thiên Cầu này lại là ngày Hạ này, ngày Hạ Thực này nó rất là xấu này. Đấy. Nó lại là ngày Thụ Tử nữa. Thụ Tử đứng chữ tử là các bác biết rồi đấy. Ngày mùng 8 và ngày 20 nhá, ngày Mùi Thụ Tử Thiên Cầu Hạ Thực nhá, rất là xấu. Và ngày mùng 10 và ngày 22 là ngày Dậu Ngọc Đường Hoàng Đạo đẹp rồi nhưng mà nó lại rơi vào ngày Tiểu Hồng Sa. Tiểu Hồng Sa đứng chữ tiểu này các bác cũng cần tránh xa ra nhá. Ngày Dậu, ngày mùng 10 và ngày 22 các bác nên nhớ nhá. Em đọc từ ngày 1 là các bác cần tránh các cái ngày đấy á. Đầu tiên là ngày mùng 6 và ngày 18 này. Ngày mùng 8 và ngày 20 này, sau đó là đến ngày mùng 10 và ngày 22. Ngày Dậu Ngọc Đường Hoàng Đạo Tiểu Hồng Sa, ngày Tiểu Hồng Sa đứng chữ tiểu rất là xấu. Sau đó các bác sang đến ngày 12 và ngày 24. Ngày 12 và ngày 24 thì nó rơi vào ngày Hợi là ngày sát chủ quả tú. Ngày sát chủ rất là xấu. Các bác cần tránh xa 100% nhá. Ngày 12 và ngày 24 các bác nên nhớ đấy. Các bác ghi vào. Ngày 12 và ngày 24 là ngày Hợi, ngày sát chủ quả tú này. Đấy, ngày xấu đấy. Đấy là mới lại sau đó các bác sang đến ngày Vô Tài Tức nữa này. Vô Tài Tức này cũng là ngày cũng là cũng là ngày xấu này. Ngày mùng 2 là ngày 14 và ngày 26 là ngày Sửu, Đức Tinh Tam Hợp Vô Tài Tức. Đức Tinh Tam Hợp cũng đẹp nhưng mà nó lại rơi vào ngày Vô Tài Tức, các bác cũng cần tránh xa nhá. Như vậy là trong ngày hôm nay thì em nghiên cứu được có 1 ngày này, 2 ngày này, 3 ngày này, 4 ngày này, 5 ngày. Đó là đầu tiên là ngày mùng 6 và ngày 18, ngày Tị Thiên Hỷ Tam Hợp Cô Thần, ngày Cô Thần đấy các bác, Cô Thần rất là xấu, các bác cần tránh xa. Và ngày mùng 8 ngày 20 em đọc lại để các bác ghi vào nha. Ngày Mùi Thụ Tử, ngày Thụ Tử đứng chữ tử này là các bác biết rồi đấy. Ngày Mùi Thụ Tử Thiên Cầu Hạ Thực. Đấy, Thiên Cầu Hạ Thực cũng rất là xấu, Thụ Tử càng xấu hơn. Ngày mùng 8 và ngày 20. Còn đâu cái ngày sát chủ, ngày sát chủ là ngày 12 và ngày 24, ngày Hợi sát chủ quả tú. Đó. Và ngày mùng 2 và ngày 14, ngày 26 nữa ngày, là ngày Sửu, Đức Tinh Tam Hợp Vô Tài Tức. Đấy. Còn đâu cái giờ sát chủ và giờ quan sát ở trong tháng 8 này nhá thì nó các bác cũng cần tránh xa ra này. Giờ sát chủ là nó rơi vào giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ trưa. Và giờ quan sát là rơi vào ngày giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và giờ Tuất từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Đấy là các cái ngày cực độc các bác và giờ cực độc các bác cần tránh xa. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Rất mong các bác mình xem video thấy hay thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá.